Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với cả hai nguyên âm đôi cuối cùng trong tiếng Anh, là nguyên âm ear và nguyên âm air. Trước tiên là nguyên âm ear. Để đọc đúng được âm này thì đơn giản các bạn đọc âm e ghép với âm ờ, ear, ear. Và sau đây các bạn hãy cùng mình luyện tập một số từ sau: real, real, cheers, cheers, weird, weird, beard, beard. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình luyện tập câu sau đây nhé. I've had these ears 100 years. Well, no, not really, but very, very nearly. I've had these ears 100 years. Well, no, not really, but very, very nearly. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả âm air. Để đọc được âm air, chúng ta chỉ cần đơn giản đọc âm air ghép với âm ờ. Air, air. Có một từ mà người Việt rất hay đọc sai, đó là từ heir, có nghĩa là người thừa kế. Âm H của từ này là âm câm, cho nên không được đọc ra. Mọi cách đọc như là her hay là hair đều sai, mà các bạn phải đọc là heir, heir. Sau đây các bạn hãy cùng mình luyện tập một số từ có âm heir: fair, fair, chair, chair, aeroplane, aeroplane. Sau khi đã đọc tốt các từ đơn lẻ thì các bạn hãy cùng mình đọc câu sau đây. When nobody's there, I don't care what I wear, and I sit on the stair with my feet on a chair. When nobody's there, I don't care what I wear, and I sit on the stair with my feet on a chair.